xin chào các bạn. Sau khi tham quan hang đá nhà thờ Đại Hải, bây giờ mình đi đến nhà thờ Thiên An nha các bạn. Mình không có đi xuống, đi nãy giờ mỏi chân quá cho nên là mình ngồi trên xe luôn, mình quay từ ngoài đường quay vô. Ở trên đường từ đường quốc lộ 1 nhìn vô thấy hang đá nhà thờ Thiên An. Wow. Tính không xuống quay mà không xuống nhìn nó không có đẹp các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình vô khuôn viên nhà thờ luôn nha các bạn. Mình xuống xe mình quay nè. Đứng trước. Wow. Mình quay vào bên trong. Mình quay qua bên trái. Giờ mình quay cận cảnh cái đài Đức Mẹ ha các bạn. Đài Đức Mẹ được trang trí đèn tần lộc, cây thông. Đây là hang đá chính diện trước cửa nhà thờ luôn các bạn. Nhà thờ này đèn nhiều ha. Hang đá này cũng có thác nước nữa các bạn. Mình đi sâu vào bên trong khuôn viên nhà thờ nha các bạn. Hai bên hông nhà thờ nè. Đây là mé bên trái. À mé bên phải. Quá trời đèn luôn. Đèn màu tím lên quá chừng đẹp quá ha. Đèn màu tím là đẹp. Quá trời lung linh luôn. Rồi, bây giờ mình ra tới cổng rồi nha các bạn. Mình quay cho nó rõ cái bảng nhà thờ Thiên An. Nãy ngồi trên xe quay lướt lướt à. Không có tâm gì hết trơn.
Giờ quay có tâm nè, quay cảnh cảnh nè. Giờ mình đứng từ xa mình quay nhà thờ Thích An nha các bạn. Ở bên mé bên đây đường nè, cũng có một cái hàng đá lớn nữa nè các bạn, của nhà thờ Thích An luôn nha. Giờ mình qua đây là để mình quay hàng đá này. Hàng đá này có bậc thang chạy lên chạy xuống nè, mấy em bé nó đang chạy chơi nè. Quay cảnh cảnh đá cho bạn coi nha. Giờ mình đứng từ bên đây, từ bên cổng nhà thờ Thích An bên đây, mình quay qua hàng đá bên lộ nè. Thích An mình đã quay xong, xin tạm biệt các bạn.